Kính chào quý khán thính giả. Sau khi phát sóng video 10 câu phản xạ đồng ý và không đồng ý, có nhiều quý khán thính giả gửi câu hỏi về câu I couldn't agree with you more. Tại sao câu này là câu phủ định mà lại dịch là khẳng định? Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Câu hỏi của quý khán thính giả hoàn toàn có lý vì trong câu có chứa từ couldn't, không thể. Vậy tại sao nó lại mang nghĩa khẳng định? Thì trong bài hôm nay, Mr. Định xin được phân tích rõ ràng cấu trúc này. Đầu tiên, quý khán thính giả cần phân biệt rõ hai cấu trúc. Một, couldn't cộng với động từ có nghĩa là không thể làm gì, thì cấu trúc này mang nghĩa phủ định là rõ ràng rồi. Còn cấu trúc thứ hai, chúng ta thêm more vào sau cấu trúc đầu tiên, tức là couldn't cộng với động từ và cộng với more ở cuối, tức là dạng so sánh hơn của trạng từ, thì cấu trúc này lại mang nghĩa là không thể làm gì hơn nữa. Không thể làm gì hơn nữa thì nghĩa là thế nào? Ý là đã làm hết mức rồi. Vậy, hết mức rồi là một ý nghĩa khẳng định tuyệt đối. Chính vì vậy, cấu trúc couldn't cộng với động từ và dạng so sánh hơn của trạng từ đi sau mang nghĩa khẳng định tuyệt đối. Bây giờ, Mr. Định xin đưa ra thêm một vài ví dụ để quý khán thính giả có thể tiện so sánh hai cấu trúc này. Cấu trúc số 1. I couldn't agree with you. I couldn't agree with you. Câu này có nghĩa là tôi không thể đồng ý với bạn được. Ý nghĩa phủ định rất rõ ràng. Tuy nhiên nếu chúng ta thêm more vào cuối, I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. Tôi không thể đồng ý với bạn hơn, tức là đồng ý hoàn toàn với bạn rồi. Hay nói theo tiếng Việt cho nó xuôi là tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Chính vì vậy câu này mang nghĩa khẳng định. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 2. It couldn't be good. It couldn't be good. Nó không thể tốt được, thì câu này mang nghĩa phủ định. Thế nhưng, it couldn't be better. It couldn't be better. Thì better ở đây là so sánh hơn của good. Có nghĩa là nó không thể tốt hơn được. Hay nói cách khác là nó quá tốt rồi, thì nghĩa lại là khẳng định. Ví dụ số 3. I couldn't run fast. I couldn't run fast. Tôi không chạy nhanh được. Thì câu này mang nghĩa phủ định. Thế nhưng, I couldn't run faster. I couldn't run faster. Tôi không thể chạy nhanh hơn nữa, thì tôi chạy nhanh nhất rồi, lại mang nghĩa khẳng định. Ví dụ số 4. He couldn't do it perfectly. He couldn't do it perfectly. Anh ấy không làm nó hoàn hảo được thì mang nghĩa phủ định. Nhưng he couldn't do it more perfectly. He couldn't do it more perfectly. Anh ấy làm nó không thể hoàn hảo hơn. Có nghĩa là anh ấy làm quá hoàn hảo rồi. Ví dụ số 5. Her English couldn't be fluent. Her English couldn't be fluent. Tiếng Anh của cô ấy không thể trôi chảy được, thì mang nghĩa phủ định. Vậy nhưng, her English couldn't be more fluent. Her English couldn't be more fluent. Tiếng Anh của cô ấy không thể trôi chảy hơn, thì có nghĩa là
tiếng Anh của cô ấy rất trôi chảy rồi. Ví dụ số 6. The film couldn't be interesting. The film couldn't be interesting. Bộ phim không thể thú vị được. Câu này lại mang nghĩa phủ định. Nếu chúng ta thêm more vào trước interesting, the film couldn't be more interesting. The film couldn't be more interesting. Bộ phim không thể thú vị hơn thì có nghĩa là quá thú vị rồi. Ví dụ cuối cùng, the steak couldn't be delicious. The steak couldn't be delicious. Món bít tết không thể ngon được. Đây là nghĩa phủ định. Thế nhưng, the steak couldn't be more delicious. The steak couldn't be more delicious. Món bít tết không thể ngon hơn. Thì có nghĩa là món bít tết quá ngon rồi. Như vậy tóm lại, couldn't cộng với động từ là không thể làm gì. Nhưng couldn't cộng với động từ và cộng với more, dạng so sánh hơn đi sau cùng, thì diễn tả không thể làm gì hơn nữa, hay nói cách khác là làm hết mức rồi, nghĩa khẳng định. Quý khán thính giả hãy phân biệt rõ hai cấu trúc này để không còn nhầm lẫn couldn't do more. Thank you for watching and goodbye.